Uh, chào các bạn mình là du thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tìm hiểu về cái thằng uh, array.stream ở trong java đấy thì ở bài toán lần này thì mình ví dụ như ban đầu mình có một mảng kiểu int và bây giờ mình muốn nhưng mà bây giờ mình các cái các cái mình muốn thao tác với các cái phần tử trong này nhưng mà lại theo kiểu double cơ. đấy thì làm nào đó <laughs> thì thông thường thì mình sẽ khai báo ra một mảng double đúng không thông thường mình sẽ khai báo ra bản mảng double rr 2 này, đấy. bằng new cái double lên đấy và truyền vào có cái số lượng phần tử của thằng này nó chính là thằng arr1.length đúng chưa? Đấy. arr 1 neng rồi sau đấy xong nhá. Sau đấy xong. Thì là mình sẽ tiếp tục dùng vòng pho mình sẽ dùng một vòng for vo để chuyển hết cái phần tử của cái thằng ARR1 sang cái thằng à mình sẽ đặt lại ARR1 đi đấy sang cái thằng sang cái thằng mã số 2 đấy ARR2 ARR1 chấm y đấy phần tử thứ y của thằng mã số 2 sẽ bằng phần tử số 1 à, bằng phần tử y của cái thằng mã số 1 và sau đấy thì mình sẽ copy thằng này nhá mình sẽ phép mình copy này. và sau đấy sau này mình sẽ hiển thị Đấy, system out print cái thằng arr2 thứ y rồi sau đó mình sẽ bấm chạy chương trình shift f6 ok như các bạn đã nhìn thấy thì ở đây nó đã chuyển hết cái mảng mảng số 1 sang mảng số 2 rồi ok chưa đấy thì đây là cách thông thường thì cái cách thông thường này nhá người bạn hoàn toàn thì các bạn có thể thì các bạn sẽ phải khai báo thêm một cái biến nữa, lại thêm một biến nữa thì thêm một cái ô nhớ nữa thôi, đấy thêm một cái ô nhớ nữa và thao tác sẽ dùng là sẽ dùng các cái vòng for, dùng vòng for để đẩy từng thằng của thằng này sang thằng kia đó. Nhưng còn nếu như mà các bạn sử dụng cái thằng stream này ấy, thì thao tác sẽ rất chi là đơn giản luôn. đó, đây là ví dụ một nhá đây là mình sẽ comment này, đây này cách một này. đây là cách một nhé chứ mình sẽ không gọi là cách thông thường bởi vì bởi vì nhiều bài toán mình vẫn sử phải sử dụng bóng pho hàng à. đấy kiểu ấy cách một ok chưa rồi còn cách 2 này đấy. nó giống như kiểu cái việc mà các bạn muốn đến các bạn uh, đến với trái tim của cờ ấy đấy con đường đến với trái tim của Kurt, các bạn thì nó sẽ có nhiều cách chứ không phải có một cách ví dụ có những cô có, 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 những cái ví dụ có những cái tầm uh, những cô bé tầm 19 đôi mươi chẳng hạn đấy thì lúc 19 đôi mươi là lúc ấy các bạn đang học đại học chẳng hạn đấy thì các bạn cần những cái bờ vai đó, nó vững chãi chẳng hạn đấy nhưng mà lớn hơn một chút thì con gái sẽ trưởng thành hơn thì cái 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 những cái, cái, cái cần của người ta thì sẽ sẽ cần các bạn phải thể hiện nhiều hơn đấy ví dụ như là hồi xưa mình có hát một bạn chẳng hạn thì cái bạn ấy cần đấy cái bạn ấy cần thì này, này nó là lại nó lại là về chiều độ dài và độ rộng đấy, độ dài và à, độ dài và độ to đấy, độ dài và độ to của cơ thể của cơ thể nhưng mà mình đang mặc quần áo nên là mình cũng không thể chứng minh cho bạn ấy biết là mình dài và to cỡ nào được đấy thì rồi lan man một chút thôi còn bây giờ quay lại bài toán này nó thì cách thứ hai mình sẽ làm thế nào cách thứ hai thì mình sẽ gọi thằng array nhá các bạn gọi array sc đó chấm stream chấm stream str stream truyền vào cái thằng arr1 arr1 đó rồi các bạn chấm tiếp add nó sẽ có một cái thằng là add double stream đó rồi các bạn chấm tiếp này để nó hiển thị luôn này mình sẽ dùng cái thằng for luôn này for này for x truyền vào này for x chuyển vào đặt tên mình sẽ đặt tên cái phần tử mỗi biến phần tử mình tương tác là e và trong cái phần e mình sẽ làm gì thì mình sẽ ở đây mình sẽ hiển thị thôi system chấm out chấm e đó rồi mình bấm shift f6 để chạy chương trình à. đợi mình một chút xíu mình sẽ ngăn cách nó một bằng cái một cái chuỗi ký tự đó thì như các bạn đã thấy thì đây là cái cách đây là mình hoàn toàn mình có thể làm với cũng là chuyển về kiểu mảng double đấy hai cái đều tương tự với nhau đó chuyển về mảng double và nó hiển thị lên đó đúng chưa ok chưa đó rồi sau đấy xong nhá rồi xong thì đây là cái đây là cái cách để chuyển từ mảng chuyển từ mảng kiểu in sang mảng kiểu double và các bạn cũng hoàn toàn có thể làm tương tự, tự khi mà các bạn muốn chuyển về nó sang một kiểu mảng non thông qua cái hàm as non as non stream Ok oh, đây as double as non cơ bạn ơi as non stream đó rồi bây giờ mình bấm văn đó thì nó sẽ được như thế này đấy nó sẽ được như thế này thì nó đơn giản nó nó chuyển chuyển qua chuyển lại chuyển qua chuyển lại đó thì đây là cái cách để hiển thị à đâu nhầm sorry các bạn đây là cái cách để chuyển chuyển mảng để tương tác với mảng mảng chuyển kiểu dữ liệu của mảng đó mình sẽ gọi chính xác cái này là chuyển kiểu dữ liệu của mảng thông qua cái thằng thông qua việc sử dụng cái thằng array.stream ok video của mình uh, xin được dừng lại ở đây chúc bạn học trình vui vẻ